Tôi phát hiện vấn đề này Nên mười mấy năm gần đây Đi khắp nơi Khuyên mọi người giữ dưỡng ba nền móng Người xuất gia giữ bốn nền móng Tôi đã tìm ra nguyên nhân của bệnh Làm sao để đối trị Đó chính là phải coi trọng giới luật Phải hành trị Giới luật không phải để đọc Không phải để nói Mà để làm theo chỉ cần cắm dẫn ba nền móng căn bản này Sẽ có cảm ứng đạo giao Tôi đã lớn Học không kịp nữa Nên dùng cảm ứng Suốt đời tôi giảng kinh dạy học Nói cho chơi vị biết bảy tám phần đều dựa vào cảm ứng tôi ngày ngày nỗ lực tu học cũng chẳng qua chiếm được một hai phần phương pháp này thầy lý dạy cho tôi chí thành cảm thông thầy cho tôi bốn chữ này Tôi phụng hành suốt đời Trong kinh Đức Thế Tùng dạy đi dạy lại rất nhiều lần Giáo dục chúng ta điều gì? Tin sâu nhân quả Chúng ta tin nhân quả Nhưng không sâu nên nó không khởi tác dụng Vẫn cứ tạo nghiệp như cũ Biết là tạo nghiệp phải thọ báo rất đáng sợ Nhưng hiện nay họ vẫn chưa sợ vì quả báo chưa đến Đến rồi mới sợ, hối hận cũng không kịp Bây giờ sợ hãi, nhanh chóng sửa đổi bản thân vẫn còn kịp mấy câu này khiến chúng ta giật mình thoái tâm không dám vọng tưởng sau cùng thầy dạy chúng tôi một phương pháp khác thông pháp thế gian thông pháp xuất thế gian dùng phương pháp gì để thông không phải để học không phải để đọc mà dùng để cảm cảm ứng cảm thông dùng gì để cảm dùng chân tâm tâm chân thành không được dùng vọng tâm vọng tâm là chiêu cảm lục đạo vọng tâm chiêu cảm là yêu ma quỷ quái Không phải Phật Bồ Tát Đến chánh nhân quân tử cũng không thể chiêu cảm Bởi thế giọng cảm nhất định là tà môn ngoại đạo Yêu ma quỷ quái họ đến ưng Thành, thành vẫn chưa đủ Chân thành đến cực điểm Thầy dạy chúng tôi Chí thành cảm thông Chân thành đến cực điểm Quý vị tự nhiên sẽ thông Vì sao vậy? Đạo lý này Chúng ta tư duy tường tận Có thể lãnh hội được Quý vị là chân tâm Phật cũng là chân tâm Bồ Tát cũng là chân tâm thánh nhân đều là chân tâm không có chút nào hư ngụy chân tâm và chân tâm khởi cảm ứng dòng tâm và chân tâm không khởi cảm ứng tuy tôi không dám biện luận với chuyên gia đại sư nhưng trong lòng tôi có suy nghĩ này đại sư đều nhận ra nên ngài cũng không miễn cưỡng tôi Hàng quận chung sanh Tùy tôi Nhưng Ngài dùng kỹ xảo Như là mỗi lần tôi đến học với Ngài Khi ra về Ngài đều đưa tôi đến cửa Ở trước cửa Ngài thường dặn dò tôi một câu Giới luật rất quan trọng Chỉ nhẹ nhàng nói một câu như vậy Không luận tôi nghe hay không Cứ mỗi lần đưa tôi ra cửa Đều nói câu này Đây chính là nhiều lần giáo quân Từ bi đến tổ cùng Bởi thì Đại sư Duyên Tịch Lúc quả tá ngày Người ta kiến tạo một tòa tháp Tháp quả tán Chúng tôi có mười mấy người hoặc Phật Cam Châu dẫn đầu Ông là học trò lớp trước của Đại sư Chúng tôi làm trại bên tháp Tôi ở suốt ba ngày bên tháp Quả tán của Đại sư Tôi xin nghỉ làm ba ngày và ở suốt ba ngày ba đêm Còn họ ở đó thời gian lâu, ở đến hai ba tuần tôi ở đó ba ngày và nghỉ tôi theo học với đại sư ba năm ngài đã dạy tôi những gì hồi tưởng lại câu giới luật rất quan trọng câu này ngài nói quá nhiều lần nên ấn tượng đặc biệt sâu sắc vì sao ngài nói câu này tôi cứ nghĩ dụng ý của ngài là gì khi nói câu này người suy nghĩ mãi đến một hai tuần thì thông suốt giới luật là phật pháp phật pháp và pháp thế gian không giống nhau Phật Pháp là Pháp liễu sanh tử xuất luân hồi Tiêu chuẩn của nó chính là giới luật Còn Pháp Thế gian Là phương thức sống của đại chúng xã hội Nên Ba đời là khác nhau Ba đời là nói hạ thương chu Thời đại thay đổi thì cuộc sống của chúng ta cũng thay đổi theo Nên lễ Pháp luật phải thường xuyên sửa đổi Phật không thể sửa đổi Giới luật của Phật sửa đổi là không thể ra khỏi luân hồi Nó là Pháp suốt luân hồi Quý vị chỉnh sửa thay đổi nó sẽ không ra khỏi luân hồi được Tôi nghĩ thông suốt đạo lý này nhất định là ý này Nên đã tiếp nhận giới luật Sửa đổi quan niệm sai lầm trước đây nên lúc đó tôi nghĩ Đại sư chương gia duyên tịch là gì tôi Nếu tôi Ngài không duyên tịch Chắc tôi vĩnh viễn không cố gắng suy nghĩ câu nói của Ngài Có thâm ý gì Hay nói cách khác Căn các bản học Phật của tôi sẽ không vững vàng Quan điểm sai lầm này quả nghiêm trọng Ngài ra đi khiến tôi siêng năng phản tỉnh Ba năm, Ngài dạy tôi điều gì, tôi học được những gì. Khi nghĩ như vậy, câu giới luật rất quan trọng này là điều lớn nhất trong việc học Phật. Đây là nền móng. Nếu sơ suốt điều này, những gì chúng ta học suốt đời là học Phật, không phải Phật học. Quan trọng biết bao bởi vậy sư trú thế là dạy chúng sanh sư duyên tịch vẫn là dạy chúng sanh sư không làm như thế chúng tôi không tỉnh ngộ được nên chúng tôi rất cảm ơn thầy nhất định không được sơ xuất Những năm gần đây Tôi đi khắp thế giới Thấy những đồng tu Của Phật giáo Bất luận là tại gia hay xuất gia Thành tựu đều không hương cổ nhân Đừng nói là cổ nhân Trước một đời cũng không thể bằng Chúng ta có thể sánh với Hòa Thượng Đế Nhàn chăng? Có thể sánh với Tổ sư Ấn Quang chăng? Có thể sánh với Hòa Thượng Hư Dân ư? Như Hòa Thượng Hư Dân chúng ta không sánh bằng Ngài. Vì sao không sánh bằng? phải chăng là trình độ thông minh chúng ta không bằng họ tuyệt đối không phải hiện căn phước đức thông minh tài trí tuyệt đối không thua họ nhưng vì sao suốt đời không thể thành tựu vì đã sơ suốt đối với giới luật tuy chúng ta nỗ lực nhưng không có nền móng còn các ngài có nền móng vững chắc chúng ta thì không có tôi phát hiện vấn đề này nên mười mấy năm gần đây đi khắp nơi khuyên mọi người giữ vững ba nền mỏng người xuất gia giữ bốn nền mỏng tôi đã tìm ra nguyên nhân của bệnh làm sao để đối trị đó chính là phải coi trọng giới luật phải hành trì giới luật không phải để đọc không phải để nói mà để làm theo chỉ cần cắm dẫn ba nền móng căn bản này Sẽ có cảm ứng đạo giao Tôi đã lớn Học không kịp nữa Nên dùng cảm ứng Suốt đời tôi giảng kinh dạy học Nói cho chơi gì biết bảy tám phần đều dựa vào cảm ứng tôi ngày ngày nỗ lực tu học cũng chẳng qua chiếm được một hai phần phương pháp này thầy lý dạy cho tôi chí thành cảm thông thầy cho tôi bốn chữ này Tôi phụng hành suốt đời Trong kinh Đức Thế Tôn dạy đi dạy lại rất nhiều lần Giáo dục chúng ta điều gì? Tin sâu nhân quả Chúng ta tin nhân quả Nhưng không sâu nên nó không khởi tác dụng Vẫn cứ tạo nghiệp như cũ Biết là tạo nghiệp phải thọ báo rất đáng sợ Nhưng hiện nay họ vẫn chưa sợ Vì quả báo chưa đến Đến rồi mới sợ Hối hận cũng không kịp Bây giờ sợ hãi Nhanh chóng sửa đổi bản thân Vẫn còn kịp Cư sĩ Bành Tế Thanh nói Hợp thiện vốn là nghiệp của cõi trời Hợp thiện vốn là sanh lên cõi trời Thượng phẩm thập thiện sanh lên cõi trời Trung phẩm thập thiện sanh vào cõi người Hạ à phẩm thập thiện sanh vào đường Tu La Tu La là nói thiên nhân A Tu La Ngày nay lấy nhân duyên niệm Phật Hồi hướng cực lạc Tức chuyển nghiệp Quái trời thành tịnh nghiệp Trong kinh Thập thiện nghiệp đạo nói rất rõ ràng Đức Phật nói Thập thiện nghiệp giống như đại địa Hết à, thể dạng vật trong thế gian đều nương vào đại địa mà kiến lập không cách nào tách rời đại địa nếu không có mảnh đất này chúng ta không thể kiến lập được gì à, nên... Nên nó là nền móng của tất cả thiện pháp thế xuất thế gian Nếu không có nó Tư tất cả thiện là giả Không phải thật Giống như quý vị muốn trồng trọt Mà không có đất đai Vậy làm sao trồng được Muốn trồng trọt nhất định phải có đất hợp thiện nghiệp đạo là đức tất cả pháp của trời và người đều phải nương vào nó cho đến anh văn duyên giác bồ tát phật đều dựa vào đại địa này. Không có đại địa này, tất cả pháp đều không thể kiến lập. Lời nói này rất hay. Vậy học Phật nên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu học từ thập thiện nghiệp đạo. Không có thập thiện nghiệp đạo thì tu như thế nào cũng đều là giả. Có thập thiện nghiệp đạo Dùng nó để tu tịnh độ Niệm Phật Hồi hướng cực lạc Đem thập thiện Niệm Phật tất cả đều hồi hướng Về cực lạc Chuyển nghiệp cõi trời thành tịnh nghiệp Quả báo sẽ không giống nhau không phải sanh lên quái trời Mà sanh về thế giới cực lạ Vì sao vậy? Vì người niệm Phật có thể chuyển ác nghiệp Làm sao có chuyện nghiệp cõi trời không chuyển được Công đức niệm Phật lớn Ác nghiệp đều có thể chuyển Làm gì có thập thiện nghiệp không thể chuyển Thập thiện nghiệp chuyển chính là tịnh độ nên người tu tịnh độ Đã tận hết sức mình Sức của mình Kim hành các điều thiện Người niệm Phật không thể không biết những điều này Niệm Phật nhất định phải tu thập thiện nghiệp Cái gọi là đối nghiệp giảng sanh là chỉ nghiệp trong đời quá khứ của họ Tuy chưa tiêu hết ác nghiệp trong đời quá khứ Nhưng nhờ bổn nguyện của Phật Và trì danh diệu đức Nên có thể đới nghiệp giảng sanh Không bị sanh vào ác thú Nghĩa là không còn bị đọa vào ba đường ác Mà giảng sanh về thị giới cực lạc À, đây Đối đây nghiệp giảng sanh ở đây nói rất hay Là mang theo túc nghiệp Túc nghiệp là quá khứ Tội nghiệp đời trước Trong đời này trước khi chưa học Phật tạo ra tội nghiệp Có thể mang theo nghiệp này Ngày ngày niệm Phật Ngày ngày vẫn đang tạo nghiệp Nghiệp này không thể mang theo Không thể mang theo Hoặc là chúng ta nói thêm Thêm một bước nữa nói Học Phật rồi Nhưng đối với Phật Pháp không hiểu rõ Có danh học Phật mà không có thực học Phật Hiện nay đối với Phật Pháp đã minh bạch, đã thấu hiểu. Như vậy thì không thể tạo thêm ác nghiệp nữa. Nếu tiếp tục tạo ác nghiệp, quý vị tự nghĩ xem, thứ nhất là có lỗi với bản thân. Thứ hai là có lỗi với Phật Bồ Tát. Thứ ba là có lỗi với cha mẹ. Thứ tư là có lỗi với Thầy Tổ thứ năm là có lỗi với tất cả chúng sanh như vậy quý vị sẽ tự nhiên không còn tạo tội đức phật dạy chúng ta như thế nào chúng ta nên làm như thế quả thật là y giáo phụng hành tất cả thiện và bất thiện tự mình biết cảnh giới hiện tiền sẽ rõ ràng minh bạch chúng ta nên làm như thế nào bởi thế đới nghiệp giảng sanh phải biết mang nghiệp gì giảng sanh nhất định không mang theo hiện hành nguyện thứ hai của Phật Di Đà nói tất cả chúng sanh chưa đến Diễm Ma La giới trong ba đường ác Đời sau sanh về nước ta Nhận lãnh Pháp giáo hóa của ta Đều thành tựu A Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Không còn bị đọa vào ác thú nữa Trong nguyện thứ hai đã nói như thế Là nguyện thứ hai trong 48 nguyện nói Nhưng cái gọi là đới nghiệp chỉ giới hạn túc nghiệp Quyết không mang nghiệp hiện hành Mấy câu này là hoàng niệm tổ nói Nói một cách rất khẳng định Nói rất rõ ràng, minh bạch Chúng ta tuyệt đối không được hiểu sai Ngày ngày vẫn đang tạo nghiệp không được như vậy không thể giảng sanh vậy là đã hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa khi chưa giác ngộ thì còn có thể tha thứ được vì sao vậy vì hồ đồ vô tri làm sai việc không thể trách quý vị bây giờ đã hiểu biết rồi mà cố phạm làm gì có đạo lý đó Biết rồi mà cố phạm như vậy không thể tha thứ được Cho nên trong kinh Phật nói Tất cả phá từ tâm tưởng sanh Đây là chỉ điều gì? Chỉ mười pháp giới y chẳng trang nghiêm Hiện tượng mười pháp giới Không phải tự tánh sở sanh sở hiện tự tánh sở sanh sở hiện là cõi thật bao biến cõi thật báo thành mười pháp giới biến thành luân hồi lục đạo thậm chí biến thành tam đồ đều là cõi thật báo biến ra ai biến ý niệm biến Niệm thiện biến ra đường lành Niệm ác biến ra đường ác Ai biến vậy? Ý niệm của mình biến Không liên quan gì đến ý niệm người khác Không thể không biết điều này Nên chúng ta nói đời này Hoặc là nói đời đời, 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 đời kiếp kiếp Nhận lãnh những quả báo khổ vui Không thể trách người khác Hoàn toàn trách bản thân đều do mình ngu si mê muội nên bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển khởi tâm động niệm khởi tâm này có thiện có ác nên biến nhất chân pháp giới thành mười pháp giới ác niệm biến thành ba đường ác kiện niệm biến thành ba đường lành tất cả đều là chính mình biến hiện ra không thể không biết điều này bây giờ đức phật dạy chúng ta chúng ta sống trong thời gian hiện tại này Đoạn thời gian này không dài Chúng ta nên biến như thế nào? Biến Phật A-di-đà Trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật Trên miệng chỉ có một câu A-di-đà Phật Mỗi niệm không rời Phật A-di-đà một phương hướng duy nhất là thế giới tây phương cực lạc một mục tiêu duy nhất là trân cận phật a di đà đây là thiện trong các điều thiện thiện lớn thù thắng vô cùng chúng ta đã gặp được nhân duyên này quá thù thắng Nắm chắc nhất định dựa vào bản thân Không ai có thể giúp đỡ Phật Bồ Tát cũng không giúp ta được Cha mẹ, thầy tổ, bạn bè cũng không ai có thể giúp được Hoàn toàn dựa vào chính mình Đổi tâm mình thành Phật A-di-đà như vậy là đúng vấn đề liền được giải quyết trước đây tôi ở đài trung theo học với thầy lý thầy thường dạy chúng tôi phải thay đổi tâm thay đổi tâm Chính là phải đoạn trừ hết Những thứ tạp nham trong tâm Tất cả đổi thành Phật A-di-đà Đây gọi là thay đổi tâm Vì sao vậy? Vì tâm thay đổi thì tất cả đều thay đổi Cái mà chúng ta gọi là Khởi tâm động niệm Hết thể hành vi Ngôn ngữ hành vi Đều do tâm ở đó chi phối nó chỉ quy Tâm chúng ta là Phật A-di-đà Thì tất cả đều biến thành Phật A-di-đà Ngôn ngữ biến thành Phật A-di-đà Hành vi trở thành Phật A-di-đà Như vậy mới chắc chắn được sanh tịnh độ Giống như Phật A-di-đà từ bi Rộng độ tất cả chúng sinh chúng sinh không phải người ngoài là nhất thể với ta đây hoàn toàn là sự thật còn thân hơn người một nhà người một nhà không phải là nhất thể nhất thể là gì vậy nhất thể là mắt tai mũi lưỡi của chúng ta và lục phủ ngũ tạng bên trong đều là chính mình quý vị có thể không thương yêu ư Quý vị có thể đối lập với nó chăng? Quý vị có thể khai trừ nó ừ, không thể. Ừ, nghĩ đến điều này, quý vị là Bồ Tát. Thường nghĩ đến tôi, bạn và họ. Đây là phàm phu vì sao vậy vì tôi bạn và họ loại phân biệt chấp trước này là căn bản của lục đạo nếu không dứt bỏ căn bản này mãi mãi không thoát ly được lục đạo bồ tát nói mỗi ngày mỗi ngày khuyên chúng ta đến hô hơi rác cổ để lại rất nhiều kinh điển như vậy nhưng chúng ta xem không hiểu nghe không hiểu chỉ trong một chút hạt giống thiện căn của phật giáo trong a lại già thực chỉ như vậy mà thôi hoàn toàn không ứng dụng được trong cuộc sống hàng ngày vẫn là phiền não vọng tưởng phân biệt chấp trước làm chủ như vậy khi thiên tai giáng xuống quý vị phải lãnh chịu. À, Nếu những ý niệm vừa chuyển chuyển thành phật a di đà thì quý vị không phải gánh chịu. Không gánh chịu là sao? Không lãnh chịu là quý vị ở một bên xem tivi, xem phim, tất cả chúng sanh trên địa cầu đang biểu diễn. Quý vị ở bên cạnh xem Người trong cuộc mê Người ngoài cuộc sáng suốt Trong cuộc là biểu diễn Người biểu diễn mê hoặc Người bàn quan Không liên quan gì đến họ Họ thấy rất rõ ràng Trong lúc thiên tài dạng xuống Chúng ta bằng lòng làm người biểu diễn hay là thích làm kẻ bàn quan Làm người bàn quan Quý vị phải nhảy ra khỏi đó Mới có thể làm bàn quan Nếu nhảy không ra khỏi Thì phải ở trong đó biểu diễn Nên người bàn quan nhìn thấy cười lớn Còn người biểu diễn kinh hoàng Không biết phải làm thế nào Khổ không sao tả được